Sau khi trốn khỏi bệnh viện tâm thần, tụi mình đã chạy tới một nơi, đó là siêu thị. Và tên sát nhân đang tiến tới chỗ đó. Tụi mình cần tìm chỗ trốn ngay lập tức. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video luôn các bạn ơi. Tụi mình đã tìm được một căn phòng nè các bạn, đang trốn ở trong này. 12 giờ sáng, đang là giờ. Ơi, mình nghe tiếng chuông điện thoại. Hình như là... đây rồi, bạn này bắt rồi. Có một người nói đang là có một kẻ xâm nhập cho đến 7 giờ sáng. Đây là quy trình của công việc, theo dõi bất kỳ kẻ xâm nhập nào cho mấy ảnh. Nếu có vi phạm trong tòa nhà, gọi cho nhân viên cấp cứu gần nhất ngay lập tức. Vậy là nếu mà có bị tên sát nhân bắt á, thì tụi mình sẽ gọi là cấp cứu tới các bạn ơi. Rồi, tại vì tụi mình có điện thoại mà. Hiện tại không có dịch vụ nào không thể thực hiện cuộc gọi cho đến khi dịch vụ được cung cấp. Trời ơi, tên sát nhân đã tới và cắt dây điện thoại rồi các bạn. Được rồi, bây giờ tụi mình phải tập trung vô nha. Anh gắn sóng đến 5 giờ sáng hả? Sao nãy nó 7 giờ sáng? Đọc cuốn sách để trên bàn hả? Cuốn sách ở đâu? Đây rồi, cuốn sách ở đây nè các bạn. Đây, đọc cuốn sách này, hướng dẫn báo động và nhận thức. Các báo động sẽ kích hoạt bị hỏng, vì vậy đó là công việc của bạn, làm cho chúng im lặng. Chuông báo động càng lâu, nhận thức của bạn sẽ gọi là làm tăng lên. Tên xâm nhập chỉ tới mình, lo lắng. Cái này thì nói chung là coi camera được. Rồi, được rồi. Thôi. Bây giờ mình sẽ check camera xem như thế nào các bạn, tại vì mình đang lo lắng nè các bạn ơi. Rồi, check camera xem như thế nào. Camera số 1 trước, chưa có gì nha. Hình như đây là cửa các bạn ơi. Camera số 2, camera số 3. Ui, tên sát nhân kìa. 1 giờ sáng và tên đó đang ở camera số 3, cầu thang lên trên cái khu của mình. Tại vì tụi mình đang ở siêu thị mà các bạn, đây là cái cầu thang cuốn nè. Các bạn thấy chưa? Đây, nó đang ở số 3 nha. Để coi còn tên nào nữa không. Cầu thang số 4. Hồi lộn, camera số... ui, báo động, chung báo động đi. Tắt lẹ. Ui, cái này nó ồn ào là coi là tên sát nhân phát hiện liền. Cúp điện rồi các bạn ơi. Bây giờ tụi mình sẽ phải đi gọi là kích hoạt cái máy phát điện. Máy phát điện ở đâu ta? Giờ mình cũng không biết nữa. À, hình như là máy phát điện ở đây. Tại vì mình mới tới đây các bạn, nên mình chưa có rành lắm. Đầu tiên là qua đây nè các bạn ơi. Đây. Hình như là cúp điện rồi, không mở được cái gì luôn. Vậy là không được rồi các bạn ơi. Để mình chắc camera cái đã. Tối thui luôn. Số 1 nè. Nó đang ở camera số 1 các bạn ơi. Hình như camera, từ mình sẽ xem camera để cho nó bớt lo lắng các bạn. Hình như lo lắng của mình đang tăng hay sao á. Sao kỳ vậy? Nó ở cắm chính là vô tủ núp liền. À, nó ở cắm chính là vô tủ núp liền đúng không? Cắm chính đây nè, là cái chỗ tụi mình. Ui, mà sao lo lắng anh tăng lên vậy? Làm sao giảm? Ui, làm sao giảm lo lắng? Ui, hồi nãy mình quên đọc cái quyển. Hồi nãy mình đọc cái kia mình. Ui, nó kìa các bạn ơi. Trốn tủ lẹ lên. Wow, đứng sau lưng mình luôn. Ui, nhưng mà mình đang lo lắng các bạn ơi. 62% rồi. Kìa, nó đang đứng trước cửa kìa. Làm sao giảm lo lắng đây? Ui, núp đi anh đúng không? Cam số 1. Cam số 2, cam số 1 nè. Cam số 2. Mình đang lo lắng các bạn ơi, giờ sao đây? Ui, làm sao hết lo lắng. Lo lắng quá là tụi mình không được đâu. Rồi, để mình xem coi. À, có điện lại rồi. Nhưng mà mình vẫn lo lắng các bạn. Mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Ui, sao mình sắp ngỡm rồi. No. Rồi, mình lo lắng quá mà. Kỳ lạ thì các bạn, rõ ràng lo lắng là mình trách cao là mình sẽ giảm lo lắng. Vậy mà hồi nãy mình trách cao mà không bị làm giảm tí nào. Được rồi, lần này mình sẽ cố gắng. Lần này sẽ có những người gọi là vô hỗ trợ mình. Stay home với lại gọi là con chó Doge này rất là pro nha các bạn. Trời ơi, chữ nó sáng sao thấy trời. Không thấy gì luôn các bạn, bó tay rồi. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ tập trung vô các bạn ơi. Nghe điện thoại trước nè, điện thoại đang nói rồi. Nói chung là cuộc gọi bây giờ là không được nha các bạn. Cho nên là chúng ta sẽ check camera xem như thế nào. Đây, bây giờ nó mới giảm lo lắng nè các bạn ơi. Rồi, đọc cuốn sách để sống sót đúng không? Mình sẽ đọc lại cuốn sách để xem coi sống sót bằng cách nào. Để giảm sự lo lắng, hãy ở lại trên máy ảnh và bật đèn. Đó. Kẻ xâm nhập sẽ bắt đầu ở bên ngoài và sẽ dần dần đi về phía văn phòng của bạn. Bạn có thể theo dõi kẻ xâm nhập. Vậy là nó có thể gọi là tới văn phòng của mình các bạn. Mình phải, ui, tắt điện rồi. Cái đoạn này á là chúng ta cần gọi là khởi động cái máy phát điện các bạn. Đây, thay cầu chì nè. Bây giờ mình sẽ thay cầu chì ở đây. Cái này là cái chỗ không cầu chì nè các bạn. Rồi, mình sẽ bỏ cầu chì vô đây nha. Rồi, ok, điện chuẩn bị có. 1 giờ rồi các bạn ơi. Check camera xem coi như thế nào để giảm bớt lo lắng đi. Camera số 1, cam số 2, cam số 3. Ui, cầu thang nè các bạn. Cầu thang lên nè, cầu thang cuốn nè. Ui, nó đang ở cam số 4. Cam 4, cam 4, cam 4. Cam 4 mấy đứa ơi. Các bạn nhìn nè,
Các bạn nhìn nè, mình coi camera mà nhận thức cái lo lắng của mình nó vẫn tăng các bạn. Tắt 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 tắt. Trời ơi cái này ồn quá. Rồi ok. Bật đèn lên nó có giảm không? Không giảm các bạn. Ơ, sao kỳ vậy? Lo lắng vẫn tăng. Vậy là khi đèn tắt là lo lắng nó tăng các bạn ơi. Bây giờ làm sao đây? Đèn nó không bật thì mình làm cách nào bây giờ? Bật công tắc đèn lên, trời ơi. Ôi, mấy đứa không bật đèn lên à. Nhanh lên xem coi. Đấy, giảm rồi các bạn ơi, mình hiểu rồi. Khi mà đèn tắt là không giảm nha. Cam số 5. Nó đã ở cam 5, cam 5 mấy đứa ơi. Cam 5. Ôi, ôi. À, chọn cái tủ, đúng rồi. Tụi mình phải chọn cái tủ trốn đi các bạn ơi. Tủ đây nữa phải không? Đây cái tủ này trốn nè. Ok. Chắc đi mấy em ơi, chắc đi mấy em ơi. Cam mấy nó xuất hiện đây? Cam mấy là nó xuất hiện? Mình phải hỏi tụi nó biết chắc các bạn. Cam 1. Cam 1 kìa. Hình như là đang tới chúng mình hay sao á. Đây, nó xuất rồi, nó biến mất rồi. Ui. Nó tới hay sao các bạn ơi? Mày nó mở cửa rồi kìa, nó mở cửa rồi. Nghe nó tới mở cửa các bạn. Chốt 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 chốt. Mình nghe tiếng mở cửa rồi. Trốn đi. Trời ơi, tụi này không trốn đi. Mình nghe tiếng mở cửa rồi các bạn. What? 2 giờ sáng rồi. Nó tới chưa? Ai vậy? Nó giải dạng người khác nha các bạn. Các bạn nhớ là nó có thể giải dạng người khác nha. Đấy. Ok chưa? Từ từ. Rồi, ra ngoài nha. Rồi ok rồi. Chắc camera liền. Chắc camera liền. Cam số 1. Cam 1 là nó. Nếu mà nó ở cam 1 là nó sẽ tới tụi mình nha các bạn. Chứ không phải là cam 9. Tụi này nó sai rồi. Cam số 3. Cam số 3 không có nè. Cầu thang lên nè. Cam số 4 là chỗ này là chỗ quầy quầy ăn. Ù nô tắt 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 lẹ tắt lẹ tắt lẹ. Lúc nào đây? Tắt 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 nhanh 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 nhanh. Ui, 3 giờ sáng rồi các bạn ơi, không biết tụi mình có vượt qua được hay không đây. Đây, nó nếu mà nó tới nó sẽ đường này nè các bạn. Check camera liền nhanh lập tức, nhanh lập tức, nhanh 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 nhanh. Check camera liền. Nó ở cam 1 là chạy. Ui. Ui. Căng mẹ em chửi. Thanh niên đang trốn, kẻ sát da người mẹ chửi các bạn. Tội nghiệp quá. Rồi, cam số 2 nè. Cam số 3 nè. Số 3, không có gì hết. Số 4. Số 5. Số 6. Không thấy gì ta. Số 7. Số 8. Số 8. Ui, cái này là ở trong nhà kho các bạn ơi. Số 9. Cam số 1 coi. Hư hết rồi. Chưa thấy gì hết các bạn. Nó có thể giải dạng bất cứ ai ở đây nên là các bạn phải hết sức cẩn thận nha. Hồi nãy mình đi ra rồi đó. Tại vì mình thấy là mình tưởng là cái ông nào. Mình đi số 4, nó đang ở số 3, cam 3, cam 3, cam 3. Ôi, cam 3 cái đứa ơi, cam 3. Cam 1 coi. Ôi, nó báo động kìa, báo động kìa. Tắt đi, tắt đi, tắt đi, tắt đi. Đi tắt đi mấy đứa, tắt đi để mình gọi là chắc cam. Cam 1 nè. Cam 2. Cam 3. Cam 4. 4 giờ rồi các bạn. Nó cầm 4 hay gì vậy? Cầm 5. Nó cầm 5 các bạn ơi. Nó trốn rồi. Cầm 6. Cầm 1 coi. Ây da. Không sao hết. Cầm 6 nè. Cầm 7 nè. Cầm số 7 nè các bạn. Cầm số 8. Cầm số 9. Ôi, nó ở cầm 9 các bạn ơi. Cầm 9 mà cái đèn nó chớp chớp nhìn con mắt của nó ghê thôi các bạn. Ơi, cầm 9 là nó tới thôi mình chưa? Mình nghe tiếng mở cửa rồi các bạn ơi. Trốn lẹ. Ủa không phải, tiếng nào phải mở cửa, tiếng này là tiếng nào chui vô cái gì mà. Ui cúp điện rồi các bạn ơi, cúp điện mới căng nè. Cúp điện là phải đi chắc cái này rồi lấy cầu dao. Lấy cầu dao nè. Đây, rồi. Ok, có điện rồi chưa? Có điện rồi các bạn ơi. Hình quá. Tụi mình chuyên nghiệp rồi, mình không có sợ. Trốn bao nhiêu lần rồi cũng phải biết gọi là chuyên nghiệp chứ. Cầm 1. Sao cầm 1 nó không tới cầm 1 ta? Đang ở cầm mấy gì trời? Mình tìm hết cam luôn rồi nhưng mà không thấy nó đâu các bạn. Số 7 rồi. Ok, hình như nó cam 8 không? Sắp tới giờ rồi, sắp thoát rồi. Yeah. 6 giờ rồi các bạn. No 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 no. No 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 no. 7 giờ mới được hay sao á? Tắt đi, tắt cái này đi. Ok. Ê, mình nghe tiếng mở cửa thì phải. Mình nghe tiếng mở cửa. Mình nghe tiếng mở cửa.
chắc là Rang bước vào đây các bạn. Mình nghe tiếng mở cửa nha, nhưng mà không biết đúng không. Mình nghe cái tiếng gì mà cạch cạch cái. Ui, không phải nó đâu. Không phải là con chó đồ ghe đâu, mà chính là tên sát nhân đó các bạn. Giả dạng chó đồ ghe lừa mình á. Thấy chưa, một đứa bị bắt rồi thấy chưa. Mình nói có sai đâu. Ghê thiệt. Ui, rồi xong rồi con chó đồ ghe. Ghê quá các bạn ơi, không biết nó có lừa mình không ta. Ra coi. Ok, chết rồi. Số 2. Ui trời ơi, nó báo nữa rồi bạn ơi. Báo quá báo. 7 giờ sáng. Do bạn đã sống sót qua đêm nay. Vậy là cuối cùng 4 người đi nhưng chỉ còn 2 người sống sót thôi. Để xem cho chuyện gì xảy ra. Sĩ quan, vậy chính xác tối qua đã xảy ra chuyện gì? Một cảnh sát đang nói chuyện. Để xem coi. Có một người đàn ông cao gầy gò đã cố gọi là làm hại tôi. Tôi cảm thấy bất lực trước anh ta. Anh ta có thể làm một trong những người biến hình. Chính xác, có thể thay đổi hình dạng. Người biến hình. Chúng tôi đã nhận được báo cáo về những người đó. Cảnh sát đang nói bạn. Mình nói nè, anh ấy mang hình dạng của những người tôi biết và cố gắng dụ dỗ tôi đến với anh ấy. Thấy chưa, nãy mình bước ra một cái là xác định rồi, không phải chó đâu ghe đâu. Có vẻ như một mối liên hệ ở đây. Chính xác, tất cả đều là một. Tất cả tên sát nhân đều là một chứ không phải là ai hết á. Thật sao? Rồi giờ sao đây? Một cậu bé đã bị người đàn ông đó cố gắng đưa bạn đi. Là sao trời? Không hiểu, nói gì không hiểu vậy. Sau đó chúng tôi nhận được một cú điện thoại từ thứ mà chúng tôi nghĩ là cậu. À, cậu bé đang trêu nhưng mà thực không phải. Tất cả chỉ là một ấn tượng tuyệt vời về giọng nói của bé. Người này không thể tiêu diệt sao? Mình đang hỏi chú cảnh sát để xem coi. Không có gì ngăn cản hắn ta. Trời ơi, giờ sao đây? Tôi nói rằng tốt nhất chỉ cần gọi cho chính quyền và trốn đến khi có sự trợ giúp. Vậy là cảnh sát cũng bó tay rồi.